Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bài toán tính tổng. Ở đây cái dãy SN sẽ là 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 cộng chấm chấm cộng N mũ 2. Tức là tổng quát của nó sẽ là N mũ 2 dạng N mũ 2. Với cái N này là một cái số tự nhiên mình nhập vào. Rồi, ok. Ở đây thì cũng như cái bài hôm trước, thì mình sẽ khai báo, đầu tiên mình sẽ khai báo cái thư viện cho nó. Đây. Intro std.h đấy. Rồi. Tiếp theo là vì đây là mình sử dụng để tính toán nên là sẽ khai báo thêm cái thư viện math. Math tức là cái tắt của toán, là toán kia là toán đấy. Rồi. Tiếp theo sẽ là cái thư viện con yêu ạ. Rồi, sau đó mình sẽ khai báo một cái hàm main. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái biến n là cái biến mình nhập vào là số tự nhiên ấy, và một cái biến tổng ạ. Bây giờ mình sẽ tổng cái tổng SN đấy. Mình khai báo vào nó giá trị khởi tạo sẽ là bằng 0. Đúng không ạ? Rồi, sau đó mình sẽ in ra màn hình một cái khẩu lệnh để chúng ta nhập cái giá trị của N vào. Đấy. Chứ phải bên dưới mình sẽ sử dụng cái scanf để nhập vào ấy. Từ bàn phím. Vì đây là số tự nhiên nên nó sẽ là phần trăm d, đây sẽ là và n rồi ạ. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái vòng for trong đây mình sẽ khai báo một cái biến chạy là y bằng 1 đấy, và nó sẽ đi so sánh với n đấy, nó bé nó bằng n đấy, vì nó tính tổng cho đến n đúng không ạ, n mũ 2 nên là nó phải bé nó bằng n đấy. Rồi đây sau khi tính thì nó sẽ tăng cái y này lên đấy. Trong cái câu lệnh for này thì nó sẽ thực hiện gì, nó sẽ in nó sẽ tính tổng bằng tổng cộng cho y bình phương, y bình phương thì mình có thể viết là y sau y đó. Đấy. Rồi, sau đó nó sẽ in ra màn hình cái kết quả. Đây là sẽ là tổng S sẽ bằng S đây đây mình sẽ đặt là phần trăm d, vì tổng của một số dãy số tự nhiên thì sẽ đương nhiên nó sẽ là một cái số tự nhiên đúng không ạ. Rồi đây mình sẽ điền là tổng, ok. Bên dưới mình thêm một cái lệnh get để cho nó dừng màn hình lại để mình có thể xem được kết quả. Thì đây là toàn bộ cái chương trình, cái code của chương trình này ạ. Nào, sau khi viết xong thì mình sẽ chạy thử cho các bạn xem đấy. Đây là toàn bộ code ạ. Đấy. Rồi, mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ nhập là 3 đi ạ. Đấy, thì nó sẽ ra tổng N là bằng 14. Mình sẽ lại cho các bạn xem. 3 nữa. 4 đúng không ạ? Đấy. Nhập vào N và 3. 3 tức là gì? 3 thì nó sẽ như thế này. Nếu N bằng 3 đúng không ạ? 3 thì mình sẽ giải thích luôn ạ. S của 3 này. Thì theo công thức ở trên thì nó sẽ tính là sẽ bằng 1 mũ 2 này cộng cho 2 mũ 2 đúng không ạ? Cộng cho
3 mũ 2 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng 1 mũ 2 thì bằng 1 đúng không ạ? Đấy, và sau đó cộng với 2 mũ 2 là bằng 4 đúng không ạ? Sau đó tiếp tục cộng với 3 mũ 3 thì bằng 9 đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ bằng kết quả là 14 đúng không ạ? Đấy, đúng không ạ? Đấy, thì ta cũng so sánh bên này nó cũng cho ra kết quả là 14 đấy. Rồi thì trên đây là cái phần bài toán dạy tính S, tính tổng N với N là bằng 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 cộng dấu chấm cộng dấu đến không N mũ 2 đúng không ạ? Rồi. Vậy thì bây giờ nếu như các bạn rồi, bây giờ mình sẽ giải thích cái vòng lập for này. Đấy. Cái vòng lập for này tức là gì? Mình sẽ khởi tạo cái giá trị cho y ban đầu là bằng cái biến chạy y sẽ bằng 1. Đấy. Và sau đó sẽ so sánh với cái số n. Đấy, xem nó có bé hơn hoặc bằng n hay không. Đấy, nếu bé hơn hoặc bằng thì nó sẽ tính cái tổng này. Tổng chính bằng tổng cộng y bình á. Đấy. Và sau khi tính cái tổng này thì nó sẽ tiếp tục tăng y lên một đơn vị. Đấy, và tiếp tục lại so sánh với n. Đấy. Và sau đó thì tính tổng. Và tổng lúc này sẽ là bằng tổng 1 cộng cho y sao sao này. Đấy, tức là y bình đấy. Đấy, nó cứ làm như vậy cho đến khi cái y này nó lớn hơn n thì nó sẽ dừng lại và sẽ in ra cái câu lệnh xin ra cái tổng SN này. Đấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.